Công dụng bất ngờ của trái ổi khi bạn ăn đúng cách. Ổi là loại quả không chỉ ngon mà nó còn có tác dụng chữa bệnh và làm đẹp hữu hiệu mà nhiều người chưa biết tới. Người ta ví ổi như một kho dinh dưỡng mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng. Trong ổi có giá trị dinh dưỡng rất cao, chứa ít chất béo bão hòa, cholesterol và natri, nhưng lại chứa nhiều chất xơ, vitamin C, A, kẽm, kali và mangan. Ăn ổi thường xuyên và đúng cách có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, làm đẹp, giảm cân và một số tác dụng chữa bệnh khác. Dưới đây là những lưu ý cần thiết để bạn tận dụng nguồn dinh dưỡng dồi dào có trong ổi khi ăn. Tăng cường hệ miễn dịch. Lượng vitamin C có trong ổi cao hơn gấp 4 lần lượng vitamin C có trong cam. Vitamin C giúp tăng cường khả năng hệ miễn dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh, tránh được các mầm mống gây bệnh, gây nhiễm trùng như giảm ho, trị cảm lạnh, cảm cúm, đồng thời cũng có tác dụng dọn dẹp hệ hô hấp, ngăn ngừa các trường hợp bị nhiễm siêu vi. Làm đẹp da, chống lão hóa. Theo các nhà dinh dưỡng, khi ăn ổi, nên ăn cả vỏ sau khi đã rửa thật sạch vì lượng vitamin C có trong ổi tập trung chủ yếu ở phần vỏ. Vitamin C của ổi còn giúp kích hoạt sự sản xuất chất collagen, hoạt chất rất cần thiết giúp tăng cường, củng cố độ bền cho xương khớp, sụn, có ích cho cấu trúc của da, giúp duy trì lượng collagen trong da, giữ cho da luôn ổn định. Vitamin C có trong trái ổi còn có tác dụng làm lành da, do có đặc tính chất chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ da và cơ thể trước các yếu tố gây bệnh từ bên ngoài. Cải thiện các chức năng nội tiết. Lượng đồng có trong ổi giúp cho việc sản xuất và hấp thụ các hormone cho cơ thể. Ngoài ra, chúng còn giúp cải thiện chức năng nội tiết, đặc biệt là tuyến giáp, nơi chuyển hóa của những thức ăn và năng lượng. Giảm chỉ số cao huyết áp. Nhiều nghiên cứu y học cho thấy, nếu cơ thể chúng ta tiêu thụ những thực phẩm không có chất xơ thì dễ bị dính chứng cao huyết áp. Thực phẩm được tiêu thụ sẽ mau chóng chuyển thành đường. Do trong ổi có nhiều chất xơ, lại có chỉ số đường huyết thấp, nên kết hợp với chế độ ăn hàng ngày sẽ góp phần cải thiện chỉ số cao huyết áp, hạ thấp cholesterol xấu trong máu và giảm nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên, khi tiêu thụ ổi bạn cần nhớ những lưu ý nhỏ, bao gồm không ăn hột vì chúng khó tiêu, dễ đổi vị. Thay vì ăn, bạn hãy uống nước ép cũng có tác dụng tương tự. Giảm cân. Ổi chứa ít chất béo nên rất thích hợp cho những người giảm cân. Đặc biệt trong trái ổi ruột đỏ, ổi đào còn có chất lycopene nhiều hơn trong cà chua. Không chỉ có tác dụng chống những bệnh liên quan tới béo phì mà còn những bệnh khác như bệnh tiểu đường cấp 1, giảm bớt độ nguy cơ tim mạch. Điều trị bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu của Hàn Quốc đã ghi nhận tác dụng chữa tiểu đường của cây ổi. Nghiên cứu cho thấy, hoạt tính ức chế men protein tyrosine hosphatase 1B của dịch chiết lá ổi có tác dụng điều trị bệnh tiểu đường type 2. Trong quả ổi tươi có chứa một lượng cao các chất xơ hòa tan và không hòa tan nên có thể giúp người bị bệnh tiểu đường hạ đường huyết an toàn. Tuy nhiên, nếu ăn cả vỏ ổi sẽ không tốt cho lượng đường trong máu của bạn. Cách tốt nhất khi ăn ổi để điều trị bệnh tiểu đường đó là gọt bỏ vỏ. Một số lưu ý khi ăn ổi. Không ăn ổi còn non hoặc còn xanh vì vị chát trong ổi sẽ có hại cho chị em bị bệnh dạ dày hoặc táo bón. Không nên ăn cả hạt ổi hoặc nếu ăn hạt thì cần nhai nát, vì nếu nuốt cả hạt sẽ khó tiêu và dẫn đến đau dạ dày. Những người bị bệnh suy nhược cơ thể nên sử dụng ổi dưới dạng xay nhuyễn hoặc ép thành nước sẽ hấp thụ được tốt hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn subscribe để nghe những hướng dẫn mới nhất từ channel giảm cân nhanh T2VTV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.